Vậy để hát cho mẹ nghe thử nha. Tèm đen đi đen 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 đen. Con gì trong đó vậy mợ? Con này là con ghẹ đó. Nhìn thấy ngon không? Trời ơi, không có tiền mà bà đặt mua ghẹ ăn nữa. Nữa rồi ăn bữa nay nữa thôi nghe. Cái này ăn chắc ngon dữ lắm à. Ai mà tè lên chậu bông của mẹ? Chết cái bông của mẹ luôn rồi. Bé sốc. Chắc là hành tây Việt Nam nó làm đó mẹ. Hôm nay mẹ sẽ quánh đòn cái thằng con Việt Nam này nè.